tiếp theo là lô bông trang vàng Pháp và trang lá trung màu đỏ dưới màu vàng. Hiện tại em đang trưng bày lên lộ rất là nhiều. Những cây vàng Pháp đang cho mạng đi xung xuê hết rồi nha cả nhà. Đây là cây vàng Pháp. Cả nhà xem là cây vàng Pháp có nụ hết. Cây cao từ 3 đến 4 tấc nha cả nhà. Hoàn toàn có nụ hết rồi. Đây có một cây đang trổ hoa. Một cây đang trổ hoa. Thân là một cốt. Chá nắng em phải che lại cả nhà mới thấy rõ màu vàng Pháp. Rồi em sẽ để kế bên cây những cây trang tạo thái lai hay còn gọi là trang lá trung màu vàng với màu đỏ cho cả nhà xem. Đây cũng là một cốt hoàn toàn, nhưng mà anh này là trang lá trung màu vàng. Màu vàng thì cái đọt hai cặp lá ở trên ảnh màu xanh lợp như thế này nha cả nhà. Còn trang tạo thái lai hay còn gọi là trang lá trung màu đỏ thì cái cặp lá ở trên lúc mà chưa có cái hoa như thế này cả nhà không nhận dạng được, thì cả nhà nhìn cái cặp lá ở trên là ảnh sẽ là màu đỏ. Như thế này thì bông là màu đỏ. Thì bông sẽ là màu đỏ. Wow, kiếm vàng. Còn cặp lá màu xanh nhạt như thế này thì là bông màu vàng. Còn riêng vàng Pháp thì ảnh đặc thù riêng của ảnh rồi. Cái lá ảnh khác hoàn toàn luôn. Cái lá của ảnh bầu bầu. Hai cặp lá đối xứng như thế này. Bầu. Bông thì khác hoàn toàn, cho nên nhìn rất là dễ nhận biết. Đấy. Cái lô trang lá trung này cũng đang rộ hoa nha cả nhà. Là màu đỏ. Hai cây màu đỏ với màu vàng. Cả nhà thấy cái cặp lá, cái đọt ở trên này cả nhà thấy không? Màu xanh nhạt. Còn bông màu đỏ thì cặp lá ở trên màu đỏ. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video mà em review quảng cáo những lô bông trang mà chuẩn bị em sắp khai trương trong ngày 19 tháng chạp này. Chúc cả nhà sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống và luôn ủng hộ theo dõi em bằng cách là like cái video này
ủng hộ em. Ai lần đầu tiên xem kênh YouTube của em thì xin cho em một lượt đăng ký, là cái chữ đăng ký, chữ subscribe ở góc phải ở dưới cái video này, và bấm vào cái chuông ở kế bên cái chữ đăng ký, chữ subscribe, để mỗi khi em có video mới, YouTube sẽ thông báo đến cả nhà, để cả nhà vào xem video giải trí và cũng như là ủng hộ kênh YouTube của em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.